Ê, dữ vậy ta. Ôi, tôi lâu ơi, tôi lâu cứu ta. Trời ơi. Gì? Cứu tao mẹ ơi, nó vừa đánh tao kìa. Núp đây, núp đây, núp đây. Con ba đâu ra để trả nợ cho tao. Chị làm gì, chị đập gì vậy? Hư rau tôi sao? Có mua rau không? Không mua đi chỗ khác nha. Tao không có mua rau. Đi ra đây. Mày trốn được ai? Tao thấy mày gọi. Từ từ, từ từ chị. Đi ra đây. Tao nói cho mày biết nha. Mày thiếu nợ tao thì trời cứu mày còn không nổi, chứ đừng nói chi là cái thằng bán rau này, nghe chưa? Nghe chưa? Nghe chưa? Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Em mới bệnh em về em chưa kịp đi bán, có thi trả chị luôn, chị lôi em ra chị đánh quá trời, trời ơi. Vậy để tao lấy nhẹ mày bộ đồ lòng nha. Đừng, 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 em hứa em trả chị mà. Chị từ từ cho em đi em lại chị. Chị nha, tôi thấy chị quá đáng lắm rồi đó nha. Tôi định không xen vô chuyện này, chị cũng vừa vừa phải phải thôi. Nè, chưa có thằng nào con nào dám láo giết con này đâu nha. Nghe nó. Ủa, mọi người. Làm gì đông vui vậy? Anh Phương, tới mua rau hả? Lấy cho anh Phương cái bó rau đó đi. Trời, đa nhân cách dữ ha. Anh tới mua rau. Ủa, em cũng tới mua rau hả? Dạ. Ê, 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 mày coi mày nói đỡ giùm tao nghe. Tao đi về tao bán kiếm tiền trả nó, chứ không đánh được. Em về cái chị. Trời trời, có bả kìa. Có phải cái bà đầu gấu nè, không chẳng. Ê, để lô tính tiền lẹ tao về. Hai cái này lấy hai chục ơi. Khỏi thối đi, mốt ba mua bù. Với lại tao mới mở cửa hàng kinh doanh bán đồ thức ăn của thú cưng nè. Có gì qua ủng hộ. Anh Phương, đợi em. Anh Phương. À, thì ra là cà rốt. À không, cà rốt đúng không? Nè nha, không có tình thì cũng phải có tiền. Con ba đâu rồi? Con ba đâu? Nó đâu? Thôi giờ tụi mình thương lượng cái được không? À, đừng có lợi dụng tao nha. Tao là tao chỉ thương mình anh Phương thôi đó. Trời ơi, trời, lợi dụng gì bà nội. Ai không biết bà thích ông Phương lâu rồi. Sao mà không tỏ tình đi? Mày cũng biết đó, anh Phương là người thích tiếp nhẹ nhàng, dịu dàng. Còn tao là hả, tao cho dây nặng lãi mà. Suốt ngày đánh đập con nợ, chửi bới, làm sao anh Phương thích được. Tỏ tình thì cũng bị từ chối thôi. Trời. Vậy thì, ủa, mắc gì bà không chịu nhẹ nhàng, dịu dàng để phù hợp với anh Phương? Nhẹ nhàng, dịu dàng sao? Tôi đâu có biết bà vụ này đâu. Giờ gì đi, tôi sẽ giúp bà cua được anh Phương với một điều kiện là khi mà bà cua được ông Phương rồi là bà khất nợ, bà thông thả cho con ba để từ từ nó làm ăn, nó kiếm tiền trả bà. Bà ok không? Cũng được, vậy để tao suy nghĩ tên con tao đã. Rồi bớt mà rụng trứng đi bà. Đi, đi theo tôi về lẹ lo biến hình rồi còn gặp ghét bà nữa. Ở đó mà cũng trứng. Alo, dạ dạ dạ, anh Phương, em Tilo, bên Sầm Cao hôm bữa. Dạ, anh nói anh mở cái pet shop gì đó, cho nên là em gọi mua mấy cái thức ăn cho mèo á. Dạ, rồi mai anh giao qua cái tiệm ăn giặt đầu đường xóm mình giùm em nha. Dạ dạ, rồi em cảm ơn anh nhiều. Dạ. Tilo, Tilo. Ê. Là bà biến hình dữ chưa? Không có gì đâu để mặc. Bà này. Không có gì để mặc nè. Không có gì để mặc nè. Không có gì để mặc nè. Đồ vậy đó mà nghĩ sao nó không có gì để mặc. Thôi, mệt bà quá. Con dạy thì cái mang, mũi dạy thì lái chịu đòn. Lỡ nhận bà.
Mẹ sẽ dạy con cách để con cười được rết. Đi theo mẹ. Giữ cái này cho mẹ. Mẹ diệt rồi, không cần biến hình nữa. Đi thôi. Ê, dịu dàng đâu, bà phải dịu dàng lên chứ. Bây giờ là mình là con gái mà hình xăm được ghê quá. Bà phải dịu dàng lên, đúng không? À, mình đi gặp crush chứ không phải đi đòi nợ đâu. Ờ, đi dịu dàng. Thôi, cố lên, thẳng cái lưng lên coi. Bên kênh vậy. Ủa? Ủa, anh Phương, ở đây nè. Ờ. Ngồi. Nè, hạt nước mèo nè. Chạy lấy ghế ngồi anh. Chạy ngồi đi. Ủa, khoan. Ủa mà Tilo nuôi mèo giống gì vậy? Ờ, thôi tính sao đi. Làm quen chứ. Thương nè. Cái gì? Chị nuôi đầu gấu hả? Trời ơi, trời ơi. Trời ơi. Em xin lỗi chị, em vô nấu đồ ăn cho mọi người. Chị Thương, bình tĩnh. Nhìn đi không? Gán. Gác nhịn đi, không thôi là hư bột hư đường của chị em mình tập luyện đó đó. Nhưng mà nó làm bỉa mà tao. Nhưng mà chị mày giận vậy là có khi là mất kẹo anh Phương của chị luôn á. Ê mọi người, hai người thì thầm gì vậy? Ê, Thương đang nghĩ tới cái trong trứng của cái xe nhà Thương nó gạt lên chưa? Cái trong trứng là gì? Là cái chim trống xe á. Đúng rồi. Cái chim trống á. Rồi liên quan gì? Cuộc đời Thương chưa bao giờ gạt ai, kể cả chân chóng. Giao hạt rồi, không còn gì về nha. Có chuyện. Chuyện gì? Là chị Thương muốn mua sỉ hạt cho mèo ăn của anh. Đúng rồi. Bé ba nó bị té trống rồi, em phải vô đỡ nó được, không thôi là nó không đứng dậy được luôn á. Bé ba, tao có xe cho mày nè bé ba. Ê, tí lâu. Anh Phương. Không biết Thương nuôi con mèo giống gì? Con mèo giống gì hả? Con mèo giống gì? Con mèo giống... Con Thương nuôi con mèo Hải Dương. Hải gì? Con mèo Hải Dương là con mèo gì? À, ủa không phải Ba Tư là Hải Dương hả? Ba Bốn Ba Tư. À, Ba Tư, con mèo Ba Tư. À, Hải Dương là con mèo Ba Tư. Trời ơi, bây giờ mới biết con mèo Hải Dương là con mèo Ba Tư. Lạ quá. Hôm nay thấy Thương khác mọi ngày quá. Vậy Phương có thích Thương à của hiện tại không? Thích vô cùng. Ngoài đâu? Đi đây. Anh lấy tiền bảo kê đúng không? Đợi xíu. Trời ơi, anh đừng có làm gầm quá, em sợ em cung tay cung chân chưa nè. Vậy sao đủ? Thì còn bao nhiêu tiền móc ra hết cho tao? Ủa vậy chứ bình thường là có nhiêu đây thôi chứ bữa nay tăng giá hả? Bây giờ khác. Bây giờ mày có tiền không? Không em. Mày có tiền không? Bây giờ mày có đưa tao không? Hả? Đứa nào? Mày đúng không? Mày đúng không? Sao mày dám giành địa bàn của tao? Biến! Anh Phương có sao không? Chắc giờ nói chuyện không tiện đâu. Mà tới giờ cho mèo ăn rồi. Về
Ghê quá. Phương, chết rồi Tilo ơi. Em cũng bó tay luôn á. Nhưng mà chị làm đúng mà. Thôi chị ơi, tình yêu mà đâu gượng ép được. Chị thương. Trời ơi, hỡi thế gian tình là chi mà sao không ai thương tôi hết vậy? Trời ơi chị ơi, chị đã thay đổi được cái hình tượng của mình mong muốn rồi. Thì bây giờ chỉ cần sống thật hạnh phúc là được. Với lại sau này bỏ bớt mấy cái vụ nóng tính lại xíu là trai nó theo chị đầy chứ gì đó mà sợ. Đúng, Tilo nói đúng, Tilo đã thay đổi được tôi. Từ nay về sau tôi phải trở nên thật sự xinh đẹp cho bản thân mình. Ừ, lạc quan như vậy có được không? Chị thương ơi, em đến trả nợ cho chị nè chị thương ơi. Có nghe những gì mà tôi đang nghe không? Chẳng những nghe mà còn thấy hình nữa. Chị, nay em tới em trả nợ cho chị nè. Không, em gửi chị dài dứt nợ nghe chị yêu. Bye bye chị, em đi đây. Đi mình. Đi. Bye chị. Trời ơi, trai đẹp đã thiếu rồi mà tụi nó còn yêu nhau nữa. Không có mấy này, có mấy khác. Trời, cuộc đời này còn nhiều lắm. Tôi nói thiệt với chị luôn á. Ở đây còn có một thằng. Ê, chị làm gì vậy? Ê chị, thỏ không ăn cỏ gần hang nha. Chị làm gì vậy? Tilo. Chị ơi. Tilo. Chị ơi. Tilo.